Dạ, em Nam mến chào quý anh chị. Vị trí đất hiện tại em đang đứng thuộc khu vực xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Và lô đất ngày hôm nay em muốn giới thiệu với anh chị có sẵn một căn nhà cấp 4 được gia chủ tặng thêm cho anh chị nào mình sở hữu. Lô đất có diện tích chiều ngang là 5,5, dài là 35m. Trên đất đã có sẵn 100m² thổ cư. Xung quanh đất đều được rào kiên cố, hàng rào trước cũng như là trên nhà cũng đã có sẵn một căn nhà cấp 4, bao gồm một phòng khách, một phòng ngủ, một khu vực bếp và một khu vực nhà vệ sinh. Mình có thể ở được luôn rồi. Nếu anh chị nào mình muốn thì mình có thể tân trang lại, còn không thì mình để theo hiện trạng và mình cho thuê lại cho quý anh chị. Rất là dài, 5,5 nhân cho 35. Đường trước đất hiện trạng là đường bê tông 5m, hạ tầng đều đã hoàn thiện, từ đường điện cho tới nguồn nước mình sử dụng sinh hoạt hàng ngày, và xung quanh đều đã có dân cư hiện hữu và tập trung đông đúc rồi nha quý anh chị. Mình cách đường DT724 chỉ khoảng 200m thôi, rất là gần, và đường của mình là thông ô bàn cờ. Từ vị trí đất mình di chuyển về trung tâm xã Tân Hội chỉ khoảng tầm 2km thôi, rất là gần. Sẽ có đầy đủ tiện ích trường trạm cho mình để mình sử dụng, đáp ứng nhu cầu sống hàng ngày của mình. Và từ vị trí đất mình di chuyển về sân bay Liên Khương chỉ khoảng 12km thôi, và cách thành phố Đà Lạt là 38km. Toàn bộ tuyến đường lưu thông đều là đường bê tông và đường nhựa, phù hợp cho anh chị nào mình muốn đầu tư hoặc định cư lâu dài tại Đức Trọng. Anh chị quan tâm liên hệ số điện thoại em để dưới phần mô tả để em có thể đưa anh chị tới đất để mình có cảm nhận khách quan nhất. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị một ngày tốt lành.